Hello chào người, thì hôm nay mình chơi cái tựa game cua mọi người ạ. Game đọc rap mọi người. Thì game này nó mới cập nhật ra một cái con cái rap một con cua khủng long mọi người ạ, một con cua dino mọi người. Khá là thú vị nữa. Thành ra là hôm nay mình làm clip mình quay về cái con cua này. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng xem con cua này như thế nào. Đây thì mình cũng đã sở hữu em nó rồi. Còn cua khủng long mọi người, cái càng của nó là cái mì của khủng long mọi người thấy không? Ok, chúng ta xin tìm một chút nha. Profit mình hình như mình đã bị 2 hết thì sao? Còn also this này mình để 2 là cao nhất rồi, rồi mình không có để. Cùng xem con Drop Dino mọi người ạ. Đây nè, đây là đám cua của mình đang có. Có một vài con Super Rare mình chưa có nè. Con này Mega Rare và cùng rất là nhiều con Mega Rare này mình chưa có mà mình chưa lấy con này mọi người ạ. Mua này mình chưa có thể mua. Kỹ năng gọi là Vampire mọi người ạ. Kiểu hút máu ấy. Đấy, con Legion thì nó khác. Đây nè, đây một con Legion mới nè mọi người ạ. Con này cũng là thủ tiếp cua khủng. Nó có khả năng là đẻ ra con Raptor mọi người ạ. Khiếp chưa? Thì con này mình bắt hết trơn rồi. Nó bây giờ mình sẽ trang bị cái kỹ năng cho nó, kiểu như cái đồ cho nó. Cái nón này sẽ tấn công 30% máu. Cái kia là Samurai. Ôi có Dino đó mọi người ạ. Ôi mũ khủng long. Nhưng mình nghĩ là ngon nhất thì chỉ có cái nón này. Attack 30% và hút máu mọi người ạ. Món khá là xịn sò con bò luôn. Skin thì con này chưa ra cái gì cả. Giày thì wow, mình có mọi giày. Có giày này luôn, có giày của khủng long nè mọi người. Ơi có Metafit nữa kìa. Có giày khủng long mọi người ạ. Và pet thì chúng ta có gì nè. Rồi có con pet The Rob Explore S. Có nghĩa là nó rớt cái quả trứng có thể gây vụ nổ mọi người. Ôi có cả con Protenosaur nữa kìa. Ơi xịn nha, được rồi, đi qua shop mọi người. Trước khi mình cho mình quẩy con này thì mình qua shop tí. Nó có offer con này nè. Thì sẵn tiện mình mua luôn. Mình mua, mình thích thì mình sẽ làm con này luôn. Game nó kiểu hơi lát lát. Rồi nó loading kìa. Rồi chúng ta shop Royal Rat. Đi kiếm ít. XP rồi. Quên cái đó thì chỉ giúp cho cái nguyên liệu không mọi người ạ. Ôi có giày nè. Có con pet super rare nữa nè. 90. Ok luôn. Giày nè. Giày này biết xịn không ta? Hay là giống giày kiếm mình vậy? Mua 10 lần cái này thì chưa để upgrade điện của mẹ bồn. Bên đây thì có gì hết. Không có phụ kiện như các con kia hết mọi người ạ. Thường là nó sẽ có phụ kiện của con cua mới của mình. Mới con cua kia thì nó sẽ có phụ kiện ấy. Ok. Thôi kiểu như đi vô quay thôi bạn. Mọi người có ra gì mới nữa không? Ta hàng tổng cụ không mọi người ạ. Nó chưa có offer gì về con kia cả. Nó thành ra là mình có cách nào mình mua thêm được. Ok thôi, để mình vô mình chơi. Cái này chơi theo team mọi người ạ. Ê, con này chơi theo kinh. Con này chơi friendly kiểu chơi thân thiện. Không thể giết người chơi khác. Còn kinh là chơi là BVB. Ok, chúng sẽ vô BVB mọi người.
thử con này trong BBB coi. Rồi, cho BBB chọn mà. Lừa to vậy. Rồi, mới vô kiếm tí nguyên liệu nè. Thử coi mình có... Này, ủa đây. Ăn thành tô. Ôi, chữ G là kìa. À, đẻ cũng lọc ra. Ôi, thôi. Cái gì hả? Ôi, kia giết mình. Thôi. Em chạy khờ. Từ mới vô mà làm gì ghê, cút nhau đi xeo đụng quá rồi á. Mình còn nhỏ lắm rồi, mình đừng chịu được. Này, khẩu súng nè. Bấm. Ôi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy chứ bơi? Trời, hết hồn. Có rồi. Con nhỏ này. Cà chớ này. Cà chú vi tôi à. Đẻ cũng long ra. Kỳ vật quá. Ơi, thôi, em xin lỗi. Anh chứ đây, trời ơi, con tôm hùm này nó to quá mọi người ạ. Nhớ mặt tao nha. Ôi, Ben ơi, thầy Ben ơi, gì mà dữ vậy? Cái thằng Trung Quốc này, đặt tên Trung Quốc này. Cái mọi người ạ, chưa vô, mới vô. Không có vị trí thuận lợi á. Mày ăn bỏ cái đồ hàng không mọi người ạ. Mọi người hiểu quá, đi ra ngoài, cái. Trời ơi, nó quýnh lộn, bị xà đục luôn rồi. Rồi, lên đây kiếm ăn cái nào. Chú Y, ngon quá bà con. Rồi, cho kia có 1 tin rồi ạ. Con hải âu này. Quên cái đẻ chứ cũng lòng rồi ạ. Mình nhẹ nhàng. Mình đi ăn cái massage cái đó một lần. Con này mạnh ở điểm đẻ cũng lòng con mọi người ạ. Đi kiếm cái khác cũng được. Trời ơi, trời. Lấy tao mày. Đúng rồi, ké nè. Thôi vô ăn hai này lên cái búa nè. Búa, ôi trời, Một tôm hùm này, lì à. Lì, ké cái lông ra nào. Ôi trời, nó bù độc rồi, hang này tím mọi người ạ. Cay thế nha. Nó đi tìm. Khủng long mày đẻ nè. Mình canh mình đẻ nhiều lắm mọi người ạ. Mới mạnh con cá sấu này. Ê, vậy cho nó có sáu mọi người ạ. Thằng nào hất mình vậy? Đẻ được hai con khủng long mọi người ạ. Đẻ được hai con khủng long. Rồi.
trời, đậu xanh. Thời cơ chín mùi. Lấy cái này, lấy cái bút chay. Về nó nè. À, đèn trong bồn. Chàng rồi. Kêu là S. Chơi mới à. Ôi, con tôm cái nó bự vậy. Ôi mẹ ơi, con boss luôn rồi ạ. Boss. Ôi ơi, thằng này trời, mọi người biết nó gì không? Nó đang có cái vũ khí mọi người ạ. Sát thủ lì. Từ nay trời ơi, không có đồ nghề gì hết á, quýnh dậy chết. Không tìm được cái chữ con ốc sên khỉ này. Đấy á, mày chơi lén không? Chơi lén mày. Hết đồ chơi rồi, mình sẽ đi kiếm đồ chơi mọi người. Lấy cái kiên. Gì vậy trời, sao bị lật rồi? Lì cả bưởi. Ráp to đẻ nhiều lên. Chữ G. Chữ E đâu? Trời ơi, chết, khi chết không ra được chữ Megabit mọi người ạ. Giờ kiếm được chữ E nó là được rồi. Thế nào chơi súng ống rồi đó. Mình sẽ đi cố gắng mà đi đặt đẻ mớ 705 kéo vô quýt của nó mà. À, con tôm hộp nó quýt đau thế. Yếu quá mọi người ạ, à. Thấy còn là châu quá à. Ôi, độc quá. Mafia. Chạy dữ vậy. Mấy cái vũ khí nè coi nào. Mấy cái đau luôn coi. Cái đạn kho này ghê thật mọi người ạ. Lì. À, này láo à. Ôi trời. Chết hết. Đạn pháo nè, đỡ đi. Rồi bắn cái chết lũ luôn rồi ạ. Chơi. Ôi cái đó mạnh lắm mọi người, chỉ bắn 3 cái. Ăn hiếp cái nhỏ.
À, mình sẽ được quả cái khuôn của mình luôn. Mình sẽ đi qua cái khuôn của mình luôn. Có lửa hết. Ủa, mấy con tôm hùm ơi, tha tao. Trời ơi, con tôm hùm. Trời, 20 mạng rồi, chết cái nữa. Không thường được một cái chữ ếch nào hết. Ếch cha lai nè. Tao dọc hết. Trời ơi, chết rồi mà còn 50 tim mà không kiếm chứ e ấy thật. Ai, xui quá là xui luôn. Xong cái nhiệm vụ này mà có thể nhận được con Bernardo Ligon mọi người ạ. Cái bát này hơi bị kinh luôn á. Có thể nhận free, mọi người có thể cày free được á. Free. Offer gì đây? Thôi offer này không phải đâu. Con này cảm giác mình thấy nó biết là mát hết rồi mọi người. Special move mát rồi. Cái kiểu này yếu.
Starzai 50% nè. Cái này chắc là do mình chưa đủ điểm cái này đúng không mọi người ạ? À? Mình chưa đủ điểm mấy cái này nè mọi người ạ. À? Cái bone này nè. Cái bone mình khá là ít mọi người ạ. À? Mình phải cày tăng cái điểm này lên đó. Cái điểm này lên nè, mình cày mát hết cái điểm này nè. May ra sao mình quay không bao giờ ra được cái đó nha. Trời quay đã con mua kia luôn. Rồi thử đi quay mấy cái nhát coi nào. Coi ra được cái bone không? Trời ơi, ra tay cái kia. Wow, có luôn quá trời. Đa phần nó có con cua kia không mọi người ạ? Trời, không có gì luôn. Quá là yếu. Quay ra 200. À, được một skill bone rồi mọi người ạ. Cái mật chúa luôn mọi người ạ. Nói chưa mọi người thấy không? Ra skill bone hơi khó luôn. Đâu vô lại con khủng long của mình rồi nè. Ồ người coi nè, cái này giờ tăng lên 4 điểm 6 điểm 10 ga heal. Cái này là sẽ nhận nhiều máu hơn khi ở Mega Hill mọi người ạ. À, còn cái Melee Master là có thể cầm vũ khí vô nó mạnh hơn. Còn cái Lucky là mình có cơ hội là Crystal kiểu như Quỳnh nó nhảy đàm ấy. Đây nè, mình còn ít điểm nè, bữa sau mình sẽ đi cày mọi người ạ. Rồi, bữa sau mình sẽ làm tiếp nha.